Đầu năm 1946, Huỳnh Tấn Phát bị địch bắt và kêu án 2 năm tù. Trong khám, đồng chí đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Liên đoàn Tù nhân Khám lớn Sài Gòn và được bầu làm trưởng ban đại diện. Ông đã đấu tranh chống chế độ nhà tù hà khắc của thực dân và cùng anh em biến Khám lớn Sài Gòn thành trường học văn hóa chính trị và quân sự, đào tạo một đội ngũ cán bộ cách mạng. Nhục